Chào chị Thắm nha. Thì em nghe cái hoàn cảnh mình chia sẻ lên cộng đồng mạng á, thì chị có thể cho em biết là đây là hai đứa con mà do chị nói là bị cưỡng hiếp đúng không ạ? Dạ. Chú chào hai con nha. Hôm nay con nhiêu tuổi rồi? 14. Con nhiêu tuổi? Con 12. À, đã tên gì? Dạ, con Lê. À, con tên gì? Con Lê. Sau cái chuyện này thì thì chị có cái chị là đến là có giấy tờ để thuê cho chị. Dạ em, chị có giấy tờ thì em cũng làm hết rồi, đi thưa đồ hết rồi. Và hiện giờ ở nhà thì em cũng có giấy giám định của bé lớn á, của bé Nhi á. Có giấy giám định rồi. Dạ. Thì em cũng, con em bị vậy cũng 6 tháng rồi. Nhưng năm tay này nó được 6 tháng. Bây giờ thì em cũng thấy chưa có chuyện gì xảy ra. Người ta vẫn đi bình thường ở ngoài đường vậy đó. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nên em mới nhờ trên này để đưa lên á cho cơ quan chức năng vô cuộc. Chị có thể cho em xem tờ giấy giám định không vậy? Giám định là lúc đó có lấy ADN của bác Năm gì đó không? Dạ không, tại vì con bé nó không có nói liền, tầm mười mấy ngày sau, 20 ngày sau mẹ em không còn nữa. Mấy năm nghỉ hỏi với bé mới dám nói. Ở huyện. Lấy một hộp à, chứ hai hộp tôi cũng đã hết. Đi về ngoài uống luôn. Đã uống hai hộp đi con. Đúng chết, tới giờ chưa. Rồi. Nghe tắt cái này, cứ làm. Em sẽ che cái tên lại. Vì cái tên ảnh hưởng. Rồi, cảm ơn chị. Thì cái thông tình hình là chị làm gì, làm giấy tờ là đưa lên xã phường là mấy tháng rồi? Dạ nếu mà tới năm tay này đã được 6 tháng rồi. Năm tay là 6 tháng dạ. Rồi. Rồi chưa có kết quả gì hả chị hả? Dạ chưa, em thấy là bây giờ thì người ta vẫn bình thường ở ngoài, vẫn đi tới đi lui bình thường. Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra luôn á. Chỉ có em thì cũng mời lên, thời gian đầu thì cũng mời em là rồi không thôi là em tự đi xuống, em tự đi xuống hỏi á, thì nói là em về đi, rồi có gì liên lạc, có cái gì thì để liên lạc cho em. Rồi tới giờ luôn là em thấy người ta vẫn còn bình thường, đi làm đi đồ vẫn bình thường. Tại vì lúc đó làm như là mấy anh đã vô chỉ em cách làm giấy tờ này kia. Rồi thì em từ bên cửa nhà của ổng, em bước về cửa nhà của em. Rồi em đi vô, ổng từ ngoài sau chụp vô cái ngực em, ổng bóp cái em mới nói là chú làm gì con không chịu, thì ổng xin lỗi. Ổng nói là tại vì chú lỡ thôi, con đừng buồn, đừng giận này kia. Thì lúc đó thì em chưa có biết, hoàn toàn chưa biết con em bị. Nên là em nghĩ là ổng cũng lỡ thôi. Tới khi hai bé về nói là mới biết không. Nó cũng không nói luôn, tới em đi sanh em về nhà rồi á. Em được mười mấy ngày, em bé này được mười mấy ngày á. Rồi bà ngoại năn nỉ ghét á, nó mới kể cho bà ngoại nghe. Thì lúc bé Nhi kể cho bà ngoại, vừa kể xong á là em có chở bé đi lên bệnh viện khám, đi giám định, nhưng mà người ta không giám định. Người ta kêu em phải về phường xã của mình xin cái giấy của công an người ta mới dám làm, chứ thơi thơi lên người ta không có làm. Thì em mới về xã này em xin cái giấy để xin đi giám định cho bé đó. Thì em có giấy giám định tới bây giờ luôn. Cái câu chuyện của chị á, lúc đó là làm sao để chị liên hệ đến trên cộng đồng mạng để họ chia sẻ chị? Chị nói sao để họ chia sẻ chị thôi? Tại vì hoàn cảnh mình là đứa con á. Em kêu bên kinh của anh Hoàng Xanh đồ là xuống giúp đỡ gia đình em khó khăn. Mấy đứa con em này kia thì lúc đó em bức xúc quá nên em cũng kể luôn sự việc là con em bị, là em nhờ ảnh xuống giúp đỡ hoàn cảnh. Là tại vì em 7 đứa con á, là nhờ xuống để giúp đỡ bên khó khăn. Ban đầu chị có kể cái sự việc này trước chưa? Dạ em chưa có nói, chỉ kêu ảnh xuống là nhờ ảnh xuống giúp đỡ em á, với mấy đứa nhỏ thôi. Rồi lúc ảnh xuống rồi em bức xúc mấy tháng nay rồi, nên em mới nói ra, em nhờ ảnh up lên mạng để cộng đồng mạng á chia sẻ để cho mấy người này vô cuộc á, lấy lại công bằng cho hai đứa nhỏ. Tại vì gia đình em cũng mang tiếng quá rồi. Mang tiếng là sao chị? Là như là nói là gia đình em á đi tống tiền 100 triệu, đòi tiền 100 triệu, đã không được thì đòi 200 triệu, không được nữa thì đem hai đứa này lên trên mạng
để nhờ hả đưa lên cho nhiều quá để em xin tiền kiếm tiền trên mạng hiểu. Nhưng mà thật sự gia đình em chưa hề gặp gia đình ổng một lần nào luôn, từ hồi xảy ra sự việc là em dọn nhà đi lên đây á là chưa ai gặp ai, chỉ là đi tới đi lui ngoài đường thì gặp nhau thôi chứ chưa ai nói chuyện với ai. Nhưng mà em vẫn mang tiếng là em lấy 100-200 triệu. À, từ lúc nghe tin đồn vậy chị có tới mà đối mặt với ổng mà nói về tiền bạc như vậy không, cho nó rõ ràng không? Dạ không, em cũng chưa nói chuyện luôn, em không có nói chuyện luôn, tại vì mình không nghe chính xác người ta nói. Mình dạ, chỉ nghe là đồn lại nói là gia đình em lấy tiền này kia thôi, dù người ta cũng đâu có chỉ hẳn cái người nói cho mình đâu. Đó, rồi không thấy em thấy im hoài nên em mới nhờ đưa sẵn đưa lên đây, em kêu gọi anh xuống giúp đỡ. Rồi em nói luôn là cái nhà đó là của mẹ ổng. Nhưng mà mẹ ổng mất. Rồi ổng mới thấy là lúc đó em ở chung với mẹ chật chội, mới kêu xuống dưới cho ở không. Ở như là cho anh giữ cái nhà, đừng có để nhà không á. Thì em xuống ở, chứ không không có lấy tiền gì hết á. Dạ không, không có gì. Cái này là em tự nói, em nói những gì em nói thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm hết. Không ai dàn dựng cho em hết, tại vì em nói sự thật. Chứ em không có nói thêm nói bớt ai hết. Rồi. Nếu theo mấy anh, nếu mà người ta không có, làm sao em dám khẳng định như vậy? Em dám, tại sao em có giấy này nếu mà con em không bị, sao em có những cái giấy này được? Đúng rồi, rõ ràng là có tờ giấy rõ ràng. Dạ. Đó là lúc em đưa lên cũng cỡ 10 ngày hay là mười mấy ngày gì đó, tại em không nhớ kỹ. Rồi em mới đi xuống chỗ đó, chụp hình này kia lại thôi, rồi là tới giờ luôn đó. Là chụp lại hiện trường đó. Hiện trường lại. Là tới giờ luôn. Là không, em không thấy cái gì luôn. Mà thì mình phải mang tiếng thầm con là mẹ con em ra đường, người ta nói này nói kia, mấy đứa nhỏ cũng tội nó. Mà em thấy không ai làm gì hết chứ. Cứ ổng cũng vẫn còn đi làm, vẫn bình thường luôn, gặp mình cũng vẫn bình thường luôn, có như là không có chuyện gì xảy ra. Giống như là bạn bè gặp nhau bình thường vậy, chứ không có gì mà để mà mắc cỡ cái này kia. Tại vì em không có hộ bé vì lý do hai bé là cũng bị ấy rồi, cho nên là về cái tế nhị cũng như là không thể truyền tải hình ảnh của hai bé lên, cho nên là hai bé phải bịt khẩu trang và em sẽ hạn chế quay hai bé. Và câu chuyện hai bé thì em sẽ không kể tường tận. Đó là lúc em đưa lên cũng cỡ 10 ngày hay là mười mấy ngày gì đó, tại em không nhớ kỹ. Rồi em mới đi xuống chỗ đó chụp hình này kia lại thôi, rồi là tới giờ luôn đó. Là chụp lại hiện trường đó. Hiện trường lại. Là tới giờ luôn. Là không, em không thấy cái gì luôn. Mà thì mình phải mang tiếng thầm con là mẹ con em ra đường, người ta nói này nói kia, mấy đứa nhỏ cũng tội nó. Mà em thấy không ai làm gì hết chứ. Cứ ổng cũng vẫn còn đi làm, vẫn bình thường luôn, gặp mình cũng vẫn bình thường luôn, có như là không có chuyện gì xảy ra. Giống như là bạn bè gặp nhau bình thường vậy, chứ không có gì mà để mà mắc cỡ cái này kia. Tại vì em không có hộ bé vì lý do hai bé là cũng bị ấy rồi, cho nên là về cái tế nhị cũng như là không thể truyền tải hình ảnh của hai bé lên, cho nên hai bé phải bịt khẩu trang và em sẽ hạn chế quay hai bé. Và câu chuyện hai bé thì em sẽ không kể tường tận đó. Thì mong chị có thể chia sẻ thêm là cái lúc đó chị, em hỏi lại một lần nữa như chị, là lúc đó chị gọi liên hệ đến hai cái anh kênh YouTuber kêu xuống là chị kể như thế em nào? Em gọi có một người thôi. Là anh Thuận của anh Xanh là chung với nhau. Chung với nhau là lúc đó là cái chị kể như thế nào để thuyết phục người đó xuống? Tại vì hoàn cảnh rất là nhiều, không dễ gì xuống một cái hoàn cảnh nào thì đó. Em cũng nói đó là em nói là gia đình em khó khăn, thì em nhờ mấy anh xuống giúp đỡ, với lại em cũng có nỗi niềm riêng, em chỉ nói vậy thôi chứ thật sự là chưa có cái gì hết. Chị có nói là nó liền đưa. Dạ. Thì tới lúc ảnh xuống thì lúc đứng ở ngoài nói chuyện em cũng vẫn nói như vậy. Rồi tới khi mấy ảnh xuống đây á, rồi ảnh mới quay hoàn cảnh nhà em trước. Rồi em cũng nói rõ là tại vì em có cái nỗi niềm này còn khổ tâm hơn nữa, là em nhờ mấy ảnh quay để up lên mạng, thì em cũng kể cái sự việc như vậy, rồi mấy ảnh up lên. Cái sự việc của mấy ảnh thì rõ ràng là hai bé bị xâm hại từ một người trước đây là cho chị ở đợ. Dạ. Thì ở nhà đó không lấy tiền và có hành vi là cưỡng hiếp hai đứa con chị cũng như là chị luôn. Thì chồng chị hồi đó là chồng chị không, lúc đó là chồng chị ở đó luôn hay sao? Chồng em lúc đó là ở đó mà chồng em đi làm ngày. Ban đêm mới về. Ban đêm cũng về luôn, lúc đó là chưa xảy ra việc. Là tới khi ảnh bắt đầu là hết việc mà không có bằng ngày được nữa là mới đi ở tháng cho người ta. Thì ảnh đi ở vừa được một tháng là ở nhà, một tháng mấy là bé này ở nhà bị. Là lúc đó là chỉ có mấy mẹ con em ở nhà thôi. Cái đêm mà nghe bé Nhi kể lại thì là cái chính xác cái đêm đó là lúc đó chồng em đi làm gần 10 bữa rồi. Là không có ở nhà, chỉ có mấy mẹ con em thôi.
như là đàn bà với nít không á, với bên nhà thì ổng ổng một mình bên nhà với đứa con gái, đứa con gái thì ở trong cái phòng, còn ổng thì ở ngoài như cái nhà vậy đó, hai tại vì hai nhà hai cái cửa nhưng mà có một cái bức tường chung vậy á. Dạ. Như chị đó, lúc đó là cái lúc mà chị bị như vậy chị kể với chồng không? Dạ không, tại vì em biết chồng em nóng tánh này kia nên em cũng hạn chế không có nói. Là em biết cái tánh của chồng em này kia nên em cũng không có nói với chồng em. Nhưng mà em cũng không có cho hai đứa nhỏ qua, nói chung là em biết vậy rồi em cấm hai đứa này không có cho qua. Thì thời gian không có qua, mấy đứa này cũng không qua, cái tới lúc mà ổng bệnh đi mổ về á, rồi không có ai nấu cơm ăn hết. Mổ gì vậy? Ổng mổ minh cái gì bánh chè gì đó. Cái xương á là cái gì em không biết. Lúc đó ổng đi không được sao ổng làm được? Lúc đó là ổng mổ về một tháng mấy rồi, tới khi mà lúc em nói anh, lúc là ổng về là ổng nằm. Ổng nằm ổng chống cái cây để đi được. Ổng đi được nhưng mà có cái là đứng lên ngồi xuống nó khó khăn, mới nhờ em á qua nấu cơm. Mà lúc đó là em chưa sanh, em đang có bầu con bé này. Thì em mới nói là con mắc mấy đứa nhỏ nữa, để có gì hả con kêu Nhi phụ qua phụ lại, con qua phụ nữa. Thì mới cho con bé qua nấu cơm cho ổng ăn với lại quét nhà này kia. Rồi tới cứ mỗi ngày thì vậy, nó nấu xong là nó chạy về à, chứ nó không bao bản thì nó không còn nằm chỗ á. Rồi bé này với cơm rồi cho ổng ăn, tới khi mà ổng đi được chập chững, không chạy xe đâu được rồi á, là cũng tháng mấy rồi, ổng bị tháng mấy rồi ổng lành á, là cỡ tháng mấy gần 2 tháng là con em bị. Là lúc đó ổng đi lại bình thường, không còn đi cái cây nạn. Là khỏe rồi, gọi là dạ, khỏe rồi. Dạ. Lúc đó là em thấy là không còn đi cây luôn, ổng vẫn đi bình thường như mình chưa bệnh vậy đó. À, vậy là lúc đó là ổng nằm ở nhà đi đứng không được, cho nên là dạ, có đi nhờ... đứng được nhưng mà khó khăn chút. À, xong rồi có nhờ chị là chị thấy vậy thì đưa bé ra nấu ăn. Dạ. Nấu uống cho ổng là nấu ăn hơn một tháng không chị? Không, cũng ổng vừa bắt đầu đứng hơi được á. Dạ. Đứng cứng được rồi, ngồi lên ngồi xuống nó vẫn còn cầm cái đồ để chống đi á, cái nạng á. À, mà đứng lên ngồi xuống cũng còn dễ rồi á, là bắt đầu ổng nấu. Không có, em không cho bé qua nấu nữa. Là chỉ sáng là qua quét cái hàng ba, tại vì quét bên nhà rồi quét cái hàng ba kế bên luôn. Dạ. Đó. Cho chú hỏi là con lúc đó là con bị là ông Năm cũng làm con đúng không? Không, chắc chắn ông Năm làm con đúng không? À, là lúc đó khoảng mấy giờ con? Lúc chiều tối. Chiều tối. Là bị một lần thôi đúng không? Dạ. Rồi cái không gì không dám nói mẹ. Là con bị là bên của cái nhà ổng hay lên bên phòng của con? Dạ, ở ngoài hàng. Là ở ngồi trước cái đằng sau con hàng trước hả? Dạ, ngồi sau. Là con đi ra đằng sau, ổng thấy vậy, ổng tới con ngồi sau, ổng làm với con cái chuyện đó hả? Chị biết. Dạ. Chị biết sao không? Tại vì cái vụ việc này á, phải có con làm chứng, là con phải rõ ràng là cái việc là ông Nam có làm con. Xong rồi, tại vì mình không thể nó bừa được. Dạ. Cái chuyện này không thể nói bừa được, cho nên là công an đến giờ vẫn chưa giải quyết cho chị. Dạ. À. Tại sao có cái giấy giám định rồi mà chị giám định ở đâu? Trung tâm y tế thị xã hả? Dạ, còn cái tấm hay là ở tỉnh? À, ở tỉnh. Rồi đã làm hết rồi. Dạ. À. Bởi vì không xử, em mới nhờ, nếu mà xử thì em đâu có đưa lên về để xấu hổ đâu. Con em nó còn nhỏ, còn tương lai của nó nữa. Dạ, cái này thì trước mắt tụi em xuống thì thấy hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Em cũng thấy gia đình mình 7 cháu luôn á. Dạ. Thu nhập làm, chị làm cũng không có đủ để mà trang trải qua ngày. Thì em cũng muốn để chia sẻ cho cộng đồng giúp đỡ. Dạ. Còn cái vấn đề này thì... chị phải xác nhận là chính xác nha, tại bên này là ảnh hưởng tới cháu luôn. Cái dạ, này cháu lớn lên nữa cháu, cũng như là cái việc này mà không mấy là chị vô cái tội mà vu khống người ta, gọi là dạ, ảnh hưởng tới gia đình chị nữa chứ không. Dạ, phải là đơn giản đâu. Đúng. Dạ. Tại vì em sẽ có quay phim trước đây, trước mắt thì quay phim để chia sẻ hoàn cảnh. Thứ hai thì sau này có ai thương thì sẽ giúp đỡ, gửi tiền giúp đỡ thì tụi em sẽ có xuống hỗ trợ. Thì chị cứ chăm lo cho bé sức khỏe nó đầy đủ đi. Thì cảm ơn chị đã chia sẻ cái hoàn cảnh này. Thì mong rằng là cái việc phụ việc sẽ đưa ra ánh sáng rõ ràng. Vậy chị phải khẳng định với em, phải nói thật với em mới hỗ trợ được chị được. Chứ không phải là nói chơi chơi cái việc này, nó không phải đủ chị giỡn. Mình nói là mình chịu tội cái này được. Nếu mà vu khống là hay là gì đó là chuyện gì mà đi tù 5 năm đó. Đúng rồi.
Dạ thì trước khi tụi em tới đây á, thì cũng có ghé là ngồi cà phê hộp đồ thì em cũng hỏi thăm, thì cũng có nhiều người nói là sự việc cũng như là không có này nọ, em cũng với là em nghe vậy thôi. Dạ. Em mới là mới vào chị em tìm hiểu hỏi sự thật có là đúng hay là không. Dạ. Để mà sau này nó chị vậy là chị giống như là một tội vu khống người ta rồi đó. Dạ. Nếu mà không có, nếu mà không phải sự thật. Nếu mà này là em dám khẳng định 100%. Dạ. Em nói những gì em nói hôm nay đều là sự thật, từ hồi những anh xuống quay tới giờ là em nói đúng hết, em không nói thêm mới bớt cho ai hết. Dạ. Còn nếu mà hai anh nói, hai anh đi dài dài từ ngoài vô đây hỏi. Dạ. Thì mấy anh hỏi cũng ngay ổ rồi, tại vì xung quanh đây dòng họ người ta không, chỉ có gia đình em là chơi chuỗi thôi. Còn nếu mà bữa nay em nói những gì em nói từ hồi những người kia quay cũng vậy, những gì em nói em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tại vì con em bị em mới nói. Dạ. Em mới dám đưa lên như vậy. Nếu mà con em không bị, tại sao em dám vu khống với người ta? Dạ. Cái lại mà chắc chắn chị dám nói tại là sợ ảnh hưởng này của bé nữa. Dạ. Lớn lên còn tương lai của bé. Dạ. Nữa. Dạ. Thì tương lai con em không bao giờ để đi nói như vậy. Tự vì có nên em mới nói. Cái bản tánh người ta như vậy ở đây ai cũng biết, nhưng mà dòng họ của người ta không. Dù cho mấy anh hỏi đi, người ta đi hỏi vụ nghèo khổ thì á, ở xóm người ta sẽ nói. Dạ. Còn anh hỏi về cái vấn đề đó, chẳng lẽ dòng họ ta vậy, ta đi nói với anh là dòng họ ta vậy. Người ta đâu có nói. Là chị là chuyển tới đây ở là một thăm một gia đình một mình thôi, chứ không có là quen biết ai trong khu vực này. Dạ, như là quen biết sớm thôi, nhưng mà không có dòng họ thôi. Chỉ có dòng họ em là cô, em đồ là ở ngoài kia, ở ngoài chợ, ngoài...